Thế em có tầm nhìn không? Kiếm một người để đố thành ngữ tiếp. Kiếm được đối tượng rồi. Hôm nay các chị có thể chơi chung với chị một cái chương trình là đố thành ngữ được không? Cho chị hỏi là người nào sẽ là người đoán nè. Dạ em. Rồi ok, vậy là em chọn dùng bạn em đi. Cái này chị biết 6 chữ. Là gì? Đúng rồi. Đúng mũi này giống mũi nọ. Giỏi quá. Cảm ơn các em. Tặng lít cho sữa. Rồi cảm ơn hai em. Chị càng ngày càng xinh đẹp, càng thèm cong ạ. Chị cũng chúc hai em càng ngày càng xinh đẹp hơn, thành công hơn. Hai em hơn 18 tuổi chưa? Rồi. Vậy hả? Coi phim Mai đột rồi. Coi chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Hay quá ta. Hay không? Dạ hay. Chồng tốt nghe chưa? Chồng ơi, hay kìa. Cảm ơn các em.